Xin chào tất cả mọi người Hôm nay là Hạt Điều Phúc Thịnh lên một cái video là Sản phẩm Hạt Điều A180 Mình cân là 100 g Thì mọi người có thể đếm ra Ở trên cái cân á, là một lạng nó Là 37 hạt Thì trung bình một kg nó khoảng 370-400 hạt Nhưng trung bình là 390 Thì rất là nhiều quý khách hàng anh chị hỏi là ờ, anh ơi, Aco nó có những loại nào thì hôm nay Hạt Điều Phúc Thịnh sẽ chia sẻ là size của nó là A180, là hàng Campuchia nha. Xe hạt của nó là từ 380 tới 400 hạt Mã là A180 Là khi quý khách hàng mua sản phẩm là Về mà cân ra Một ký của nó khoảng 400 hạt quay đầu Là hàng Campuchia nha Còn những cái sản phẩm mà ngoài 400 hạt là 430 tới 450 hạt Hoặc là A2 là 550 hạt Thì mình sẽ biết được là Sản phẩm mình đang xài loại nào Thì khi hạt địa phúc tỉnh thương mại Cũng như là bán cho mọi người thì Hạt Địa Phước Thịnh đều giải thích rõ nha Mọi người cần hàng Việt hay hàng Cam thì mình sẽ chia sẻ thực tế ở trên video Cũng như cho mọi người biết là mọi người đang sử dụng sản phẩm nào Thì ở thị trường Bình Phước thì có hàng Cam và hàng Việt và hàng Châu Phi Thì mình giải thích cho mọi người biết là hàng Campuchia là 380-400 hạt Để mọi người biết được là mình đang sử dụng cái sản phẩm nào Thì mọi người có những cái câu hỏi gì đặt ra thì Hạt Địa Phước Thịnh sẽ giải thích cho mọi người À, để cho mọi người à, biết được cái sản phẩm mặt Địa Bình Phước và mọi người có thể đăng ký kênh mặt điện Phước Thịnh để xem nhiều cái video hơn à, chúc mọi người xem một cái video vui vẻ chào tạm biệt mọi người.